Dũng, anh Quách, mình những mời những cái bạn mới, kể cả ví dụ bên đối lập nữa. Mình nói chung là mình nên tranh luận một cách lịch sự. Rồi, xin chào bạn. Xin chào anh ạ. Bạn bạn giới thiệu về bạn một chút xíu ấy. Bạn hiện nay bạn ở tỉnh nào? Mình ở Kiên, em nói chung là anh cũng chắc lớn tuổi hơn em nhiều, em ở Kiên Giang. Rồi rồi, ok, mình thì lớn tuổi hơn nhiều. Thực sự thì nói về vấn đề mà gọi là người trong nước mình và những người bên nước ngoài hay là những người của chế độ Cộng hòa ngày xưa đó mà chúng ta hay gọi là bao que, thì muôn đời thật sự đó là muôn đời không bao giờ có một cái tiếng nói chung. Có một người bình luận là Dũng Quách là dân chủ. Ok, mình không gọi lại Thôi thôi thôi, bây giờ mình này, xin lỗi, từ đây mình là bạn 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 nói một câu đấy thì mình trả lời như thế này. Ví dụ thực mình cũng dùng cái từ bao que ở chỗ là cái quan điểm của mình như thế này, thì tại sao mình dùng? Hiện nay đất nước mình đã thống nhất đất nước nhá, được 43 năm này rồi. Nhưng mà ví dụ nói thực ra, mình nói rất thực lòng mình là những cái cuộc chiến đấy mình coi vào trong dĩ vãng. Tức là mình cũng quên cuộc chiến đi để cho mình xây dựng cái gia đình mình thứ nhất, và cái xã hội này nó càng ngày càng tốt đẹp hơn. Chứ cái chuyện mà cái cuộc chiến kia, hoặc là mình cũng không bao giờ, mình hiện nay mình còn căm thù ông Diệm, hoặc căm thù ông Kỳ, hoặc căm thù những sĩ quan ngày xưa đã gây ra kiểu là cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam này, đúng không? Nhưng bây giờ cái bọn, tức là nhất là bọn chống cộng cực đoan, bây giờ ví dụ anh nói em xem ở trên trên cái YouTube hoặc là trên tất cả trang mạng, thấy nó luôn luôn xuyên tạc, rồi nó nói xấu, rồi nó moi móc tất cả các thứ ra, nó chửi về cái đất nước Việt Nam, và thậm chí nó còn chế ảnh Bác Hồ tất cả các thứ ra. Thì những bọn đó thì mình nói thẳng ra mình coi chúng nó là kẻ thù. Và nữ hai, mình nói bọn dâm chủ nhá, bọn dâm chủ cuội ở trong nước này mà chúng nó cũng, tức là chúng nó cũng nhận tiền bọn kia, chúng nó hùa theo để mà chúng nó chống phá lại cái cuộc sống yên bình và sự phát triển của đất nước Việt Nam, cho nên mình gọi chúng nó là ba que đấy. Đấy là mình giải thích cái từ ba que tại sao là một số anh em còn dùng. Thì ở đây nếu ví dụ tất cả bên kia nó, mình rất muốn hòa hợp, mình là những người máu đỏ da vàng, đều là con dân của đất nước Việt Nam, cho nên là mình không bao giờ mình muốn phân biệt tất cả các thứ. Cho nên ví dụ tất cả các bạn ở bên đối lập hoặc những cái bạn mà gọi là dân chủ thì mình đều mời hết lên để mấy rồi đấy. Mình giải thích cho bạn biết về cái chuyện mình tại sao mình của anh em gọi là ba que chỗ đấy. Rồi, xin mời bạn. Thì ý em muốn nói là như là những người mình thì gọi những người gọi là bên nước ngoài mà hay gọi là mà chống cộng cực đoan, nghĩa là bao que, thì họ cũng sẽ gọi những người trong nước mà gọi là cuồng, giống như từ dùng cái từ là cuồng cộng, là bò đỏ này kia, đúng không? Đúng không? Rồi. Xong cái còn riêng bản thân em là giữa cái một cái sự dân chủ cụi và dân chủ hay là gận hay là gì biết, và trong bản thân em khi mà lên diễn đàn á, là chỉ là nói lên cái tâm tư nguyện vọng của một người công dân Đúng trong rồi. nước. Nhưng mà vô 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 tình đó, hay là vô tình hay cố ý không biết, mà khi nghe một người trong nước nói thì có cái nhiều diễn đàn những người lên tuyên truyền á, thì cứ gán ghép cho mình là ba que hay là bốn que hay là dân chủ cụ gì đó mình không biết. Thật sự là mình không phải là những cái thành phần của những cái người đó, nhưng mà Không, chỉ là mình không, ví dụ bạn không người đó thì bạn không nhận vào mình, có thế thôi. Nên cho kệ người ta nói sao nói. Rồi, ok, bạn có gì với cái quan điểm gì bạn trình bày hoặc bạn hỏi tại vì á, mình suy nghĩ là do cái mình. tình hình hiện nay là người sở dĩ á, mà những người bên gọi là người chung của ngày xưa đi, không là bao que nữa, mà những người Việt Nam Cộng hòa ngày xưa đó, Ok. là tại sao mà tới tận bây giờ người ta vẫn hướng về Việt Nam mình, mà người ta bất đồng chính kiến là người ta có một cái mối thù sâu nặng với cái thằng là gì, thằng Trung Quốc. Nên thành thử ra những cái điều đã anh nói như nãy giờ á, thì em cũng hiểu được là do cái sự thù hận của quá khứ mà người ta chưa bỏ qua được, nên tất cả mọi thứ là người ta, những người gì bên dân chủ đó, những người gì cộng cộng hòa, người ta cứ nghĩ Trung Quốc là kẻ thù, nên tất cả mọi thứ người ta đều đổ dồn cho Trung Quốc là kẻ thù của Việt Nam. Mà tại sao mà cái bên những người theo đường đó cộng sản lại nhận Trung Quốc giống như luật anh em, giống như cái lời của Bác Hồ mình nói là bạn bốn tốt mười sáu chưa vàng, bạn để em nói hết. Rồi. Thì thành thử Em cái chỗ tức đó. là bây giờ này em chỉ nói một ý về Trung Quốc thôi, thì anh sẽ giải thích cho em nghe. Dạ. Nha, chứ cho mình miên man quá, nhiều khi anh già rồi thành cuối cùng là cái mình cũng không thể nhớ hết được, để mà ví dụ mình mỗi người nói có 1 hoặc 2 phút chẳng hạn.
thì nó hay hơn. Có nghĩa là do những người bên nước ngoài đó là căm ghét Trung Trung Quốc, Quốc, vâng. là do tại sao, là cái vì cái thời kỳ mà chiến tranh hai miền Nam Bắc thì đã quá rõ, thì mỗi người theo một cái lý tưởng, thì họ thì miền Nam thì theo Mỹ, còn miền Bắc là nhờ viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc để mà chiếm phá miền Nam, theo cái cách nghĩ của người ta, Đúng nên rồi. người ta rất là ghét Trung Quốc đó, và người ta gán ghép Trung là đảng, cái đảng của đảng lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện tại bây Đây giờ, là Đảng Cộng sản. là em Đúng của là rồi. em anh em với thằng Trung Quốc, nên Đúng sự đồng hành đó là đương nhiên phải có. Thì cái rồi. chính thì em thiết nghĩ là chúng ta không cần phải gọi là chửi bới cái gì để đem lợi ích thiết thực, mà chúng ta phải làm sao để cho mọi người trên thế giới luôn xác nhận là Việt Nam mình có thể đứng vững một mình được, mà không lệ thuộc vào bất cứ một quốc gia nào khác, mà chỉ là hợp tác để toàn hợp tác để phát triển, chứ không hoàn toàn lệ thuộc, không chỉ riêng cá nhân thằng Trung Quốc hay là những nước khác, mà chúng ta phải đứng vững một mình và hợp tác để phát triển. Ok, Là rồi xong. chúng ta phải làm sao? Rồi rồi được rồi, em nói ý đó. Như anh thì có một ý nó khác với em ở ở chỗ này. Không phải là bây giờ ví dụ mình cứ nói là cái những anh lính Việt Nam Cộng hòa ngày xưa thì bây giờ các cụ cũng già rồi, hoặc thế hệ thứ hai, thứ ba. Ví dụ những người đó mà nghe theo bố mẹ thì anh gọi là thế hệ thứ hai, thứ ba, chứ anh không gom cả nhá. Anh chỉ nói một số thôi. Thì bây giờ như thế này. Hiện nay theo anh nghĩ nó có một cái điểm như thế này. Thứ nhất là người ta không phải thù hận Trung Quốc ngày xưa, là Trung Quốc Liên Xô hiện nay ngày xưa giúp đỡ miền Bắc, sau đó coi như vào giải phóng miền Nam thống nhất đất nước chẳng hạn, đúng không? Người ta không ấy đấy. Nhưng cái điều chủ yếu hiện nay người ta có cái thù hận với cộng sản nói chung, bây giờ và hiện nay mình cứ nói thẳng ra người ta thù hận cái đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo cái đất đất nước này, cho nên người ta muốn phá cái đảng cộng sản này. Bây giờ ví dụ là bảo hiện nay chúng nó bắt đầu chúng nó mới ép vào Việt Nam làm tay sai cho Trung Quốc, Việt Nam làm coi bán nước cho Trung Quốc, bán nọ bán kia để mà coi như là nhân dân mình ghét Trung Quốc, đúng không? Rất căm thù Trung Quốc, khơi dậy cái lòng dân, tức là căm thù Trung Quốc. Nhưng mà anh nói với em này, hiện nay ấy, là nói chung là ví dụ như đấy là chúng nó cố tình, chúng nó để cho như là quan hệ giữa mối quan hệ Việt Nam Trung Quốc nó cực kỳ xấu đi, cuối cùng là vậy, chẳng qua là vấn đề kinh tế thôi, cuối cùng kinh tế Việt Nam không phát triển được và nhân dân nghèo đói đi, và nhân dân nghèo đói đi thì lại càng nghe theo lời của chúng nó ở bên kia. Đó là cái vấn đề quan trọng nhất đấy. Còn cái vấn đề trên kia thì anh cho nghĩ là em chỉ nói là vấn đề kiểu đó, nó xa vời thôi, chứ không phải hiện Rồi, tại như vậy rồi với lại anh cho em hỏi một câu thế này, là em vừa mới đọc một bình luận là Quách Anh Dũng này mắc dạy lắm, giờ mày lò cái không. chó mày Thôi thôi rồi thôi hả thôi bây giờ đây thằng đó, thì anh nói về em tranh luận với anh thì như mà bây giờ thôi, rồi em đừng để những công ăn ở ở bên dưới nữa, thì có khả năng có người này người khác, cho nên là đừng ấy. vô tình em nghe một cái tin cái một lời bình luận đó, thì em sẽ lé lên đầu em một câu hỏi là ví dụ như anh là một người trong nước, anh lên đây anh nói về vấn đề chính trị xã hội trong nước, thì em nói một điều là nếu như mà người dân trong nước, anh và em cũng là một người dân trong nước, ví dụ như ở Việt Nam mình có gì tốt mình ca ngợi và những mặt xấu, em và anh, em là người dám đứng lên nói có thể là nhìn nhận dụng những lúc mình bức xúc quá, mình sẽ dùng những từ không có hợp người dân quá, nữa thậm chí là mình chửi thẳng luôn đó, thì như bản thân anh có dám đứng lên để nói về những Bây cái giờ bất đây. cập bức xúc về vấn Ok. đề Rồi. hay không? Rồi, bây giờ anh trả lời em. Xuất thân của anh là nói thật, đầu tiên thì anh cũng không quan tâm về về chính trị đất nước. Bây giờ tức là anh không lên mạng, anh chỉ ngồi đánh văn bản nọ kia tất cả thôi, anh ra ngoài. Anh thấy đất nước nó vẫn bình yên, nó cứ vẫn cứ phát triển, đời sống của nhân dân thì nói chung nó vẫn nâng lên. Thì tuy nhiên, một cái theo anh nhận xét đấy, một cái xã hội Việt Nam hiện nay là một cái xã hội nó đang phát triển. Thì là nói chung là mình nói nhá, đất nước nào cũng có cái vấn đề tiêu cực chứ không phải không, kể cả Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Nhật, Canada nọ kia, tức những nước phát triển trước rồi vẫn cứ có cái sự tiêu cực và cái sự tồn tại xã hội, mà Việt Nam là một đất nước hiện nay nó đang phát triển. Thấy chưa? Thì những cái vấn đề đó nó còn càng nhiều hơn. Cái vấn đề quan trọng ở chỗ là những cái người lãnh đạo của mình có nhận ra vấn đề đó hay không, và nói chung xử lý vấn đề đó như thế nào. Mà anh thấy là thời gian vừa rồi người ta xử lý rất tốt, cái vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai là cái bây giờ anh nói về em nhé, cái bản thân anh chẳng hạn là anh xuất phát từ cái điểm là anh ngồi trên máy vi tính, anh nghe cái kênh YouTube, chủ yếu kênh YouTube, cho anh chưa có vào vào mạng không biết gì cả. Anh thấy coi như là trời ơi, chúng nó ở bên kia nó xuyên tạc rất là nhiều, mà những cái mình cảm thấy nó quá vô lý. Bây giờ thì là cái xuất thân của anh là ra là anh đập lại, tức là những cái gì
nó xuyên tạc thì anh bẻ ra, đó là xuất thân của anh. Còn lại vấn đề tiêu cực nọ kia tất cả thứ, khi mà ví dụ là cái bọn mà mình cứ gọi thẳng là cái bọn chống cộng cực đoan và bọn dâm chủ nhá, nó bọn dâm chủ quậy trong nước, mà ví dụ lúc đấy nó không còn xuyên tạc nữa mà nó gần như hết rồi, thì nói chung là ví dụ anh có khả năng anh quay lại, ví dụ anh hiểu những vấn đề gì về tiêu cực hoặc tồn tại trong xã hội, vấn đề công an, vấn đề tham nhũng, mà theo sự hiểu biết của anh thì anh sẽ nói thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà hiện nay anh theo con đường là mình cứ nói thẳng ra, anh theo con đường là mình nói là diệt ba que đấy, tức là mình phải phản biện lại. Rồi xin mời. Và với lại sẵn là em có nói luôn là tại vì á, những người trong nước mình nè, là thực sự là tiếng nói nó không đồng nhất với nhau nữa, thì không không những là mình như anh nói là diệt bao que, thì một phần đó là cái ước muốn anh như vậy. Nhưng mà em thấy cái điều mà thiết thực hơn như bây giờ mà để làm sao cho những người các tiếng nói dân chủ trong nước và những người bảo vệ cái đường lối chính trị của Đảng Cộng sản và những người dân chủ là và phản không 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 có cùng chung tư tưởng, phải làm sao để hòa hợp lại. Em thấy cái điều đó mới là quan trọng nhất. Anh xin lỗi, anh có một cái điều nhờ anh nhận xét như thế này. Bây giờ những dân chủ thật thì ít mà dân chủ giả cây là nhiều, nghe chưa? Đấy, anh nói em nhé, bây giờ ví dụ như anh cũng nói trên nhiều diễn đàn, anh bây giờ anh muốn đóng góp cho xã hội thì bây giờ mình phải nói hiện nay là bây giờ xã hội Việt Nam cái vấn đề công an, ví dụ là giao thông tham nhũng thế này khác, thì tôi đề nghị nghe chưa, cái ngành công an hoặc cái bên công an giao thông là phải có cái biện pháp, ví dụ tăng cường camera hoặc là có giám sát nọ kia tất cả thứ, thì mình đấy là cái tính chất xây dựng, đúng không? Còn cái chuyện dân chủ mà có tính chất moi móc cái sự tiêu cực của xã hội ra, chỉ một tí thôi bắt đầu ông quy chụp cho cả một cái Đảng Cộng sản, cho cả một cái thể chế, thì cái đấy là anh nghĩ là cái người đó đang chống phá xã hội. Ví dụ anh nói nhá, hiện nay anh nói về những cái vấn đề tồn tại trong xã hội Việt Nam, trong vòng một tuần không hết. Mỹ thì anh phải nói trong vòng 24 tiếng đồng hồ, xã hội nào nó cũng có, đúng không? Nhưng mình đóng góp và mình góp ý cho xã hội nào để xây dựng xã hội nó phát triển lên thì là một chuyện, để cho chính quyền nó tốt lên là một chuyện, còn mình moi móc ra để mà ví dụ mình quy chụp cho cả một cái xã hội này và mình muốn lật đổ một cái xã hội này thì nó là một chuyện khác. Thì anh thấy phần lớn những nhà dân chủ ở Việt Nam hiện nay muốn lật đổ cái chế độ này thì anh phản đối. Đấy, xin mời em. Nói chung thì thật sự nói em thì gọi là những người của tuổi trẻ thì có bức xúc sao nói vậy, chứ hoàn toàn là không không có ý định là giống như là cao cả quá là làm cách mạng hay là để lật đổ cả một cái Đảng Cộng sản mà nó tồn tại rất là nhiều năm mà đã rất là vững mạnh như vậy. Mình thực sự mà nói là chỉ một người bức xúc, có nhiều lúc mình muốn chửi cho đã cái điểm mà vấn điểm của cái tỉnh nào đó là có quan tham, là chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh đứng ra góp đất người dân kia nọ, xong rồi mình chia sẻ cái clip đó, mình tức quá mình chửi, mình thay cho người dân, thì lại vô tình đó là mình bị quy chụp là mày là bao que, mày là phản động này kia nọ. Thực ra em phải làm là hiện nay cái chuyện đấy là người ta nói cũng có phần đúng. Bây giờ ví dụ cái chuyện đất đai như thế nào bây giờ thì anh nghĩ rằng bây giờ mình quan tâm, ví dụ cái ông A, ví dụ theo suy nghĩ của em nhé, và ông này coi như bị chính quyền cướp đất, đúng không? Em phải tìm hiểu kỹ, và nói chung là nếu mà sau đó em giúp đỡ ông ấy bằng cách hiện nay có rất nhiều những thứ nhất là đi khiếu kiện, đúng không? Mà khiếu kiện không ấy thì hiện nay có những văn phòng luật sư chẳng hạn, mình nghĩ phải giúp đỡ được rất nhiều, hoặc là mình dắt cái người đấy đi đến những chỗ nào mà mình là người hiểu biết hơn chẳng hạn, thì mình ấy thì nói chung đấy là những người có tính xây dựng. Chứ còn bây giờ ví dụ một ông A chẳng hạn mà em chưa biết đầu cuối tay eo vào là bắt đầu ông chửi lên cái ông chủ tịch xã ăn hối lộ ông nọ ông kia các thứ, thì cái chuyện anh nói em chống tiêu cực nó rất là khó, mà mình không đủ dẫn chứng chứng cớ mà lại mình tự nhiên mình chụp mũ cho một người nào đó cụ thể thì mình, em biết không, mình mắc tội vu khống, nó khó ở chỗ đấy. Ai gọi anh là chủ tịch là sao em không hiểu, không, tức là công việc khổ quá. Anh nói với em này, hiện nay anh phải giới thiệu lý lịch của anh. Hiện nay anh là dân bình thường. Ngày xưa anh tốt nghiệp Đại học Hàng Hải từ những năm 80 năm. Sau đó anh đi tàu. Bây giờ anh về kinh doanh nhỏ ở nhà. Anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mọi người cứ trêu anh là coi như là chủ tịch, coi như là chủ tịch dư luận viên. Đấy là cái câu trêu của người ta. Chứ anh là dân thường. Anh nói 100%. Vì bạn bè ở đây mọi người đều biết cả. Rồi. Thực sự là giống như là
khi mà nói về cái vấn đề bức xúc xã hội thì ai cũng có một cái Anh ý kiến có, đúng rồi. quan điểm cá nhân riêng, Đúng rồi. giống như là khi mà mình thậm chí á, bản thân một người mà gọi là hoạt động chuyên nghiệp, hoạt động về dân chủ mà theo có một cái lý tưởng làm cách mạng á, là mình không nói tới, Rồi. mà chỉ riêng bản thân giống như bản thân em đây nè, như Ừ. em mà lên 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 trên Facebook hay em phát trực tiếp lúc nào bức xúc quá thì nói vấn đề về chính trị cái đó, là những người bạn bè của mình á lại cảm giác là nó xa lắm, nó sợ, nó xa rồi, nó sợ mình nói lên cái sự thật gì là sẽ bị cơ quan công an điều tra này, tìm hiểu bắt bớ này kia kia nọ, là mình có nghĩa là em nói với anh là Cái sự thật. cái Ừ. tiếng nói về sự thật của mình như vậy đó, nhiều lúc á những người bạn bè gia đình mình không còn không có thể là đồng ý cái lời nói như vậy của mình nữa, huống chi là những người đang 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 cuồng về cái đường lối của người về 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 về, về, về công đảng cộng sản thì đương nhiên người ta phải ghét em rồi đúng không, Đúng rồi. nhưng mà cái điều quan trọng em thấy thực sự bây giờ á, chúng ta càng 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 tranh cãi thì tranh luận với nhau, không phải là tranh cãi, Đúng rồi. tranh luận với nhau để cho mọi cái cuộc tranh luận mình đi đến một cái lối ra cho cái đất nước Việt Nam mình, chứ không chúng ta không phải lên tranh luận để chửi với nhau để rút cuộc người lại bùng nổ thêm một cái cuộc chiến khác đúng không, cuộc Đúng cuộc rồi. chiến trên không gian mạng thì điều đó nó không có ý nghĩa gì hết. Thậm chí tại vì lúc anh suy nghĩ đi, lúc nào cũng vậy, trong một cái gia đình mình anh em, ví dụ trong một gia đình có 4 5 anh em thì chưa chắc 4 5 anh em đó đều đồng lòng với nhau về một cái một 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 cái cuộc sống trong gia đình, chưa bao giờ có khi cùng đồng nhất nhất một cái quan điểm, ai cũng có khi là không có thuận thảo với nhau nữa, thì đương nhiên trong một đất nước như Anh vậy nhanh thì xin lỗi em, bạn nào bạn bạn ở dưới này trả lời cho bạn đây, bạn hôm nay đây là ngư dân ra Hoàng Sa đánh bắt lại bị tù Trung Quốc mà đánh chìm mà mình bảo tàu lạ đại loại cái câu hỏi đấy thì các bạn hỏi nhiều rồi, thì bạn nào ở dưới này trả lời thì hộ chứ. Rồi em nói thì đương nhiên là phải có sự mâu thuẫn với nhau rồi, nhưng mà chúng ta nên nên tranh luận như thế nào đó để cho cái Việt Nam mình càng tiến bộ hơn, chứ không phải là để thụt lùi. Còn như bản thân em á, nhiều lúc em có lên chửi, thậm chí làm chửi đảng cộng sản, chửi thủ tướng luôn đó, chửi chửi tổng chủ tịch quốc hội luôn nữa, nhưng mà mình chửi như thế nào trong trong một cái từng cái phạm vi, cái lĩnh vực nào đúng thì mình mới chửi, tại cái chửi hay là cái góp ý mà hơi quá bức xúc thì là cũng là một ý kiến của người dân để người ta tiếp thu. không, Còn cái vấn đề chửi bới không đem lại một cái gì cả. Ví dụ nhiều khi mình chỉnh chửi bới thì những ở cái luật nhé, anh nói em nhé, là bị vi phạm pháp luật, cẩn thận đấy. Anh chỉ nhắc nhở em sẽ tìm hiểu rất nhiều, ví dụ mình gây đâu đấy. Rồi xin mời em. tại vì chúng ta khi mà chúng ta đó cứ đào sâu vấn đề đó để bơi móc lên để vì mục đích là cá nhân, thì là vì cái lợi ích cá nhân thì mình nói, nhưng mà vì lợi ích của cộng đồng thì nó sẽ khác. Ví dụ như một người lính của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, người ta thù chế độ cộng sản, người ta dựa vào cái điều mà giống như là nói về Bác Hồ đi, thì ta sẽ dựa vào cái điều luật cái việc sai lầm của Bác Hồ một lần nào đó, chẳng hạn như cái luật cải cách ruộng đất giết bao nhiêu người thì người Không ta không, thấy những đấy em nói người giả sử thôi, nhưng mà anh nói, anh là người ở Bắc Bộ mà ở cái tuổi của anh thì ví dụ như là người ta biết rất nhiều những cái trò đó là trò xuyên tạc về cái cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất là đúng, nhưng mà có một cái ấy như này, những người ở dưới ấy, nhiều khi người ta căm thù những địa chủ và căm thù những người ngày xưa hành hạ người ta, bóc lột người ta, thì khi mang ra đình khởi tố thì anh nhớ là bà nội, ông nội anh hiện đang còn sống nhá, nhá rất minh mẫn thấy chưa, thì là ông kể bảo là à, chúng tao ra chúng tao đấu tố cái thằng này ngày xưa con nó đánh tao nọ kia, tao đấu tố, nhưng mà anh nói em có trường hợp có giết địa chủ hay không, thì anh nói là anh ở cái vùng tỉnh Nam Định trung tâm cái đồng bằng Bắc Bộ, hồi đó là coi như địa chủ địa giết các thứ là nhiều lắm, thì là người ta có giết không, mình công nhận là có, nhưng mà cái số liệu của nó cả huyện anh nhé, thì theo như ông nội anh bảo hình như giết có 1 2 người, còn lại là mình đấu tố xong thì là có cái lệnh ở trên xuống là thôi không đấu tố nữa là thôi đấy. Cho nên là bọn kia nó bây giờ em thì tìm hiểu gì thì em phải tìm hiểu cho nó rõ ràng sự thật, chứ còn nếu mà bây giờ em tìm hiểu không sự thật mà em nói ra thì em lại mắc tội xuyên tạc cái vấn đề đấy. thì giống như là do người ta, giờ em mới nói là cái trường hợp mà người ta nói vì vấn đề tư thù cá nhân, nói để lợi ích của người ta thì là giống như là xoáy sau vấn đề đó. Còn khi mà mình vì cái lợi ích cộng đồng của người dân Việt Nam thì mình sẽ không nói vấn đề đó theo một cái hướng của tiêu cực như vậy, mà sẽ nói hướng tích cực, là giống như hiện tại bây giờ về hiện tại đất nước như vậy thì
cái người Việt Nam mình, cái đặc biệt lớp trẻ thanh niên Việt Nam mình là nhiều người nói là hay lơ là với chính trị. Thì thực sự lúc lúc trước thì em cũng không có nắm vững về cái tình hình chính trị như thế nào hết, cái tư tưởng chính tư tưởng như nó còn mờ mịt lắm, tại vì lúc đó là em còn đi học trên ghế nhà trường, học cấp 3 rồi vô đại học thì cũng là được đào tạo về tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác Lênin này kia, cũng cũng đã từng học rồi, thành mình cũng hiểu. Thậm chí ngày xưa em nói đây để mình hiểu nhau hơn chứ không phải Đúng để thù rồi. ghét nhau, Rồi. là ngày xưa em cực kỳ ghét những người bên gọi là tị nạn cộng sản, những người đi nước ngoài đó, là lúc đó trong đầu em cứ nghĩ họ là những người bán nước phản bội quê hương mà ra đi. Thậm chí những cái trung tâm ESA, cái thời điểm mà lúc em còn 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 ngồi trên ghế nhà trường á, là nghe nghe những chương trình ESA của Việt Dũng, Nam Lộc, Nguyệt Ánh là những MC đó, em cực kỳ ghét luôn. Lúc nào trong đầu nghĩ họ cũng là những thành phần phản động xuyên tạc đất nước, rất là ghét. Rồi sau đó khi mà trong cuộc sống lớn lên rồi, tiếp thu nhiều thứ rồi, rồi cảm thấy thiền tình đất nước như vậy vậy gì đó. Có những cái cuộc mà xâm lăng của hàng, tức là xâm chiếm về cái lãnh hải, về cái địa phận đất nước Việt Nam mình của hàng Trung Quốc đó, mình từ chỗ đó mình mới em mới thay từ từ mới thay đổi quan điểm. Với cái cách nhìn hiện tại bây giờ thì á, giống như anh nói là về là với cách nhìn hiện tại bây giờ á, thì là bản thân Bây giờ em đây, hiện tại bây giờ số bây thì giờ đây, cho nó ngắn gọn. Bây giờ cái quan điểm của em thì như thế là anh cũng biết sơ sơ rồi. Bây giờ ví dụ này, bây giờ cái quan điểm của em ví dụ như thế nào, em hỏi anh một hai câu xem là anh em mình có khả năng, ví dụ như anh lớn tuổi hơn có khả năng anh xem là có nghĩa anh là có trả lời được với không. với cái từ từ cái tìm hiểu ra thì em nhận thấy là hiện tại bây giờ là cái đường lối của mình đó là như là Bác Hồ nói là ta và Trung Quốc là anh em bốn tốt 16 chữ vàng, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng ta không nhận thấy được như cái điều đó, như 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 như, như là đối với bản thân em thì không nhận thấy điều đó là bạn tốt, Rồi được rồi, tại vì em nhiều hỏi vấn đấy đề. rồi, anh biết. Bây giờ anh nói em nhé, hiện nay mình phải quan, tức là trong cái quan hệ ngoại giao em hiểu không, thì mình phải, Trung Quốc là một nước lớn, nói chung là ví dụ như là cái chính quyền, ví dụ người ta luôn luôn muốn bành trướng Việt Nam đúng không, mình biết như thế, nhưng mà có trong cái ngoại giao ấy, thì mình phải khôn khéo đúng không, mình khôn khéo để vì đất nước mình đã trải qua những cuộc chiến tranh, em biết nó rất là đau thương đúng không, cho nên là mình phải giữ cái tình hữu nghị hữu hảo với Trung Quốc để mình phát triển kinh tế. Cái vấn đề này đấy là anh nghĩ là cái chuyện là bốn tốt 16 chữ vàng chẳng qua là cái vấn đề ngoại giao giữa mình Trung Quốc thôi. Một thằng ở cạnh nhà mình nó to hơn mình, nó khỏe hơn mình, nó giàu hơn mình, thì nói chung mình phải quan hệ với nó rất là khéo, mà nó là thằng xấu nữa, mình quan hệ với nó làm sao để cho nó coi như là với mình là những người hòa thuận các thứ đúng không, thì nó là cái điều tốt hơn. Chứ còn đấy là cái mục đích, anh nói em nhé, cái mục đích của mình hiện nay là làm sao cho dân giàu nước mạnh lên đúng không, chứ còn trong vấn đề ngoại giao thì mình phải khôn khéo. Chứ còn bây giờ ví dụ như là em đừng nói là Việt Nam và Trung Quốc ký bốn tốt mười mấy chữ vàng, bốn tốt 16 chữ vàng, mà để mà coi như Việt Nam làm nô lệ cho Trung Quốc, hoặc ấy có những cái mình bên cạnh thằng to thì mình nhún nhường một tí, chứ không thể anh hùng rơm được, nó ơi nó tát con mình một phát thì mình bắt đầu mình vác AK ra mình thương đúng không. Cái đấy thì nói chung là anh nói một cái ý nhỏ thế thôi, thì nói Như chung là vậy em hiểu ý là anh. em đã em hiểu anh rồi, nó là Trung Quốc là nói chung là một cái Đúng. nước lớn và nó cực kỳ thâm độc, nên chúng ta hợp tác thì vẫn hợp tác, nhưng mà phải về trường phải đề Đúng, phòng, đúng chắc không anh? chắn như thế, chắc chắn như thế. Cho nên là bây giờ anh nói em nhé, Việt Nam mua tàu ngợ ơm sắm tàu ngầm làm gì, đúng không? Sắm những cái vũ khí máy bay hiện đại làm gì, những cái vũ khí, những tên lửa coi như đất chống hạm làm cái gì, đúng không? Thứ nhất bảo vệ Tổ quốc, mà Tổ quốc hiện nay ở đây những kẻ thù gọi là ngấm ngầm nhưng mà dân mình biết với nhau thôi. Còn bây giờ ví dụ như nó suốt ngày coi như về vấn đề ngoại giao hoặc vấn đề gì cứ lên chửi Trung Quốc thì làm sao chuyện ấy không không ai được. Đấy là trong quan hệ ngoại giao thì người ta phải khôn khéo. Anh trả lời thì thế thôi. Rồi. Và cũng nghe anh nói vậy là cũng ok, nhưng mà hy vọng mà sau này anh sẽ có những cái diễn đàn nói về tình hình xã hội trong nước nhiều hơn nữa, tất cả những mọi thứ thì để cho những người mà bên bên dân chủ cụ hay gì đó, bên bao que gì đó, người ta sẽ thấy được người dân trong nước vẫn không cần phải những người bao que đó nói, mà người Đúng dân rồi. trong nước vẫn dám nói lên sự thật Anh về nói với em này, đất nước ngày hôm nay. anh nói rất nhiều chương trình, cơ bản có khả năng em mới theo dõi anh. Chứ còn rất nhiều chương trình anh nói về cái mối quan hệ giữa Việt Nam Trung Quốc, giữa biên giới 6 tỉnh về biên giới cắm mốc như nào,
cuộc chiến giữa tại sao Việt Nam phải đánh Pol Pot, tại sao có cuộc chiến biên giới về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa như thế nào, sự phát triển đất nước như nào, có khả năng em mới tham gia chương trình của anh nói nhiều rất nhiều về đấy, vì hôm nay về là chẳng qua là bọn kia nó kêu gọi nhau mùng 2 tháng 9 tổng biểu tình coi như là lật đổ Đảng Cộng sản, thì mình làm một cái chương trình nó như thế này thôi, còn trước kia anh làm theo một cái chuyên đề rồi, xin mời em. Như vậy thì cái câu cuối cùng em muốn rồi. Hỏi anh là ok, chúng ta đang tự tin vào cái đường lối cộng sản thì đường sau chủ nghĩa, thì em muốn anh là với cái đà phát triển như hiện nay thì bao lâu nữa đó? Là tại vì em cũng đã với anh là anh cũng lớn tuổi rồi, và rồi em ok thì cũng bước qua hàng cũng cũng không còn nhỏ, thì em rồi mong muốn cái sớm sớm để chúng ta lên tiền đề xã hội hội chủ nghĩa, đó là không không cần thiết nữa, mà chỉ muốn sao để cho đất đúng nước Việt Nam ta đúng ngày càng giàu 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 mạnh hơn nữa. Là em ok muốn hỏi anh là anh có dám cùng em là để mà nói tiếng nói như vậy, để vì mục đích là Việt Nam giàu mạnh hơn bằng cách là chúng ta cứ nói thật về những vấn đề tiêu cực trong tất cả mọi lĩnh vực của Việt Nam, chứ chúng ta không cần phải nói tới vấn đề những người bên nước ngoài nữa. Anh có đồng ý với em không, cái điều hay không? anh nói em này, khi nào anh đã mà nói em rồi, khi nào mà bọn chống cộng cực đoan mà nó không sủa về đất nước Việt Nam này và những cái bọn dân chủ cuội này, anh nói dân chủ cuội nhá, mà nó không xuyên tạc tất cả các thứ, thấy chưa, thì anh sẽ quay về anh cái vấn đề anh nói về vấn đề tồn tại trong xã hội Việt Nam như thế nào. Nhưng mà bây giờ em vừa nói có một cái hỏi là đất nước Việt Nam này hiện nay có phát triển, tức là tốc độ phát triển như thế nào, thì anh nói em nhé. Hiện nay bây giờ em là người có học, em học đại học đúng không, ra trường, thì anh nói cái câu này thì nói chung thì em hiểu, chứ nói cỡ như Trần Trúc thì không hiểu. Muốn muốn nhìn vào đất nước phát triển hay không ngoài cảm nhận của em của anh ra đúng không, chứ bây giờ mình nói ấy cái cầu rồi nhà to cái xe ô tô nọ kia tất cả thứ đấy là cái cảm nhận của mỗi con người. Còn ví dụ nói về cái một đất nước phát triển hay không thì mình phải nói về cái tốc độ phát triển của một đất nước đó qua cái chỉ số GDP đúng không. Ví dụ như anh nói em này, hiện nay ví dụ năm ngoái chẳng hạn, ví dụ mấy năm gần đây Việt Nam nhá, của mình đều coi như là cái về cái GDP phát triển cỡ khoảng 6% trở lên. Ví dụ năm 2017 thì đạt coi như là 6,81%. Thì anh thấy là cái GDP đó thì nói chung là cái đấy thì nó cao nhá, nó chỉ sau Ấn Độ và sau Campuchia một tí thôi. Còn lại nó thuộc dạng ví dụ 5 6 năm gần đây nó thuộc dạng cao hàng đầu thế giới. Đấy. Còn ở mình anh nói em một ý nhỏ này, bởi vì là chương trình khác thì em chưa nghe anh nói. Việt Nam mình hiện nay trốn thuế rất nhiều, vì là em công nhận không, những doanh nghiệp vừa những doanh nghiệp nhỏ hầu như người ta đều trốn thuế hết, cho nên cái GDP đấy đảm bảo không chính xác. Vì này người ta tổng kết là GDP 2017 bình quân đầu người là $2,650, nhưng mà theo anh ấy, và một anh hỏi một số chuyên gia kinh tế, người ta bảo thực sự ra đấy, nếu mình quản lý chặt về vấn đề thuế má như ở bên Mỹ, quản lý chặt thôi, vì cái thuế má nó có một cái ấy rồi, thì hiện nay cái GDP của mình đạt cỡ khoảng $4,000 một người. Cho nên anh tin tưởng vào cái đà phát triển này. Đấy. Rồi xin mời em có vấn đề như vậy, gì? Nhưng mà em hỏi anh là như là riêng bản thân em á, thì thấy là còn quá nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải lên tiếng. Như vậy lên tiếng này còn quá nhiều vấn đề tiêu cực mà trong xã hội do đảng lãnh đạo một lúc nào đó lơ là hay là yếu kém, thậm chí là những người mà gọi là cái gì đầu ngành của các bộ ngành cũng đều đã từng thừa nhận là yếu kém. Đúng, thì chúng chính ta xác. Cần phải lên tiếng nhiều hơn nữa, thì em hy vọng rằng khi những người dân trong nước lên tiếng vì cộng đồng không vì cái những cái tiền viện trợ gì hết, thì chúng ta nên nhìn nhận họ là những người dân chủ yêu nước thực sự, chứ không phải là lúc nào cũng là bao quay hết. Em cũng hy vọng là mọi người trong nước sẽ không, hiểu đúng, nhau. Đúng rồi, cũng có cái người người ta mong muốn như này khác, nhưng mà anh chỉ có mong cũng có một cái có một cái quan điểm như này, xin lỗi anh cho anh nhé. Cho anh nói một phút nữa. Tất cả những ví dụ kể cả những nhà dân chủ thực sự hiện nay theo anh nhé, ý anh nhé, tức là hiện nay cái chế độ mình do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cái đường lối người ta đi là tuyệt vời, đúng không? Các nhà dân chủ, ví dụ anh có đóng góp những ý kiến nọ, ý kiến kia trên tinh thần xây dựng. Chứ còn bây giờ, ví dụ anh làm những cái chuyện làm cho cái xã hội nó rối loạn ra, tất cả các thứ thì anh phản đối hoàn toàn. Đúng không? Hiện nay coi như là ở Việt Nam có rất nhiều những cơ quan, kể cả từ quận, huyện, rồi đến tỉnh, rồi đến quốc hội. Người ta có cái cơ quan tiếp dân hết. Người ta hiện nay cầu thị, người ta sẽ tiếp thu những ý kiến của nhân dân và người ta sẽ có gì sửa. Chứ bây giờ em cứ bây giờ ví dụ như anh chẳng hạn, anh lên mạng cứ bảo
bắt đầu anh chửi bới, moi móc những cái nọ của cái tiêu cực, của cái tồn tại trong xã hội, vấn đề tham nhũng, nhung các anh chửi bới lên, thì nói chung là mình lại cái người, là cái người phá xã hội chứ không phải người xây xã hội. Anh muốn xây thì anh phải có cái kiểu xây của anh cho nó đúng pháp luật đấy. Rồi, ok. Dạ. Như vậy là như vậy là như, tại vì á là tại vì sẵn chuyện đàn anh luôn, em cũng nói thiệt luôn là em đối với cái những cái tổ chức nước ngoài dân chủ hay Việt Tân gì đó em hoàn toàn không biết, chỉ biết trên mạng nghe nói vậy thôi. Mà đây là mình nói đây khẳng định một lần với anh với tất cả những người Không, nó bạn có thật chứ không phải trên mạng, có thật. có Cơ có quan nghĩa công an là người ta bảo có. còn còn riêng bản thân em á là chỉ lên nói tiếng nói của một người dân trong nước để bức xúc thì cứ nói để trao đổi, chứ không phải là lúc nào cũng là bao quen gì cả. Mà thật sự mấy em cũng đâu có lên, em đâu có từng nhận được một 1.000 đồng bạc, một đồng đô la là để mà chửi, mà kêu em chửi về đất nước Việt Nam là không có. Cái này là do mình cái lãnh 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 hội về cái được cái tư tưởng chính trị và quan tâm tới cộng đồng thì mình lên tiếng nói. Thậm chí anh ra đường khi anh có thấy vui không, khi mà ví dụ có một cái vấn đề trọng đại của đất nước xảy ra mà anh ra đường anh hỏi về những người thanh niên, họ không biết gì hết, họ không hiểu hết, thì điều đó có đáng mừng hay là đáng buồn không? Em ví dụ như vậy đó, À rồi, đúng bây không giờ anh? anh trả lời cho em. Nói chung là bây giờ này thì hầu như thực tế anh cũng có con anh lớn 26 hay 27 tuổi, nhưng mà hỏi nó về chính trị thì nó cũng không Đúng quan rồi. tâm. Vì là nó ra đường nó thấy mọi cái nó vẫn bình yên, nó không có một cái gì hết đấy. Thậm chí ví dụ nó đi đường nó thấy biểu tình, ôi ôi làm sao hôm nay nó về hỏi bố làm sao mà có cái gì người ta ấy thế. Thế cho mình bảo người ta ấy, người ta biểu tình nọ kia cái thứ, thì hầu như nó thực tế ra nhá, những thanh niên người ta hầu như người ta thấy xã hội yên bình, nó người ta không quan tâm đến chính trị. Nhưng mà ví dụ có một cái vấn đề gì nó xảy ra chẳng hạn, thì ví dụ như anh chẳng hạn, bình thường thì anh cũng không có vấn đề gì cả, nhưng mà ví dụ có cái bọn xâm lược nó vào, hoặc là có vấn đề biểu tình biểu tiết tất cả thứ thứ tự nhiên, hoặc là bọn ba que nó, chứ là thôi bây giờ nó bao que thì nhiều khi em tự ái, như bọn bọn chống cộng cực Không không đoan, hoặc không hoặc không rồi bọn dân chủ cuội trong nước chẳng hạn, nó xuyên tạc chẳng hạn, thì tự nhiên cái lòng yêu nước của mình nó mới bắt đầu nó trỗi dậy. Bây giờ thì thôi, bây giờ này hôm nay thì nói chung là em nên trao đổi anh một số vấn đề, thì nói chung là đấy là cái quan điểm của anh em mình thôi. Thì là bữa nào thì anh mở chương trình vào những ngày thứ hai thứ bốn thứ sáu, thì nếu mà em có thời gian thì mình đứng lên mình cùng nhau mình trao đổi. Và thứ nhất là trao đổi vì anh là người dân bình thường, em là người dân bình thường, mình trao đổi. Bây giờ sau đó ví dụ có vấn đề gì anh lớn tuổi hơn thì anh có thể giải đáp cho em, vì là kinh nghiệm của anh lớn hơn, mà anh cũng có cái bằng đại học. Bây giờ thì anh em mình nói chung về cái trình độ, mà nói thì chung là về ấy thì nó hơi như ngang như ngang. vậy như như vậy là anh có lên theo đúng cái lịch, là đúng là lúc là anh đang có nghĩa là anh đang làm về tuyên truyền về cái tư tưởng đường lối cho mọi người đều hiểu thì chứng chứng tỏ không, ý ý nói là giống như là một cái nhà dân chủ trong nước đi, nói tuyên truyền cái đảng của mình thì là dân chủ, là đúng là hoạt động theo một cái nhà dân chủ. Nhưng cần bản thân em thì em thật sự mà nói thì bức xúc kia thì bắt đầu em chia sẻ cái clip kem chửi xong em lên mạng bình luận cái rồi xong rồi cái là thôi, chứ Thôi bây ngoài ra giờ em không có này, lên rồi được rồi, bây giờ đây. ta để em nói câu hết, có nghĩa là em xin đính chính lại một điều là em không phải là một cái người mà hoạt động dân chủ vì mục đích cái gì lợi ích gì hết, có nghĩa là em bức xúc thì em nên nói bình trình bày quan điểm thôi. Giống như em mà có làm như vậy đi thì em cũng sẽ là giống như anh là 7 giờ 8 giờ tối thứ hai thứ ba thứ tư thì mình sẽ lên đó mình kêu gọi mọi người phản đối chính quyền nhà nước, chống phá nhà nước, thì lúc đó thì gọi là em là dân chủ cùi là bao que là gì đem, đúng không anh? Rồi, nhưng mà anh bản thân anh ấy mở cửa cho cháu nó về. Dạ rồi rồi, xin chào anh nha. Dạ Không, rồi bây giờ anh nói lại với em không nữa. Bây giờ này dạ anh nói với cái bản thân anh thì nói chung là anh chả được hưởng lương hào nước nhà nước một hào xu nào cả, anh là người dân thường, anh đứng lên thôi, chứ mình cũng có một hiểu biết một tí xíu thôi. Nhưng bây giờ này nói chung là trước khi em xuống diễn đàn thì không biết lần sau thì em có lên trên cái chương trình của anh nữa không, thì anh sẽ lên chương trình vào thứ hai thứ bốn thứ sáu, nhưng mà tuần tới thì anh về quê thì có khả năng anh không 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 lên được, thì là từ 9 giờ trở đi. Thì anh sức khỏe anh cũng có vậy, bây giờ anh có tuổi rồi thì anh không thể là bạn ấy, thôi cho mình giữ đến một cái lịch như thế. Bây giờ thì nếu mà anh chỉ khuyên em là như thế này này, em có một cái ý, tức là khuyên em là những người trẻ, tức là em có một cái suy nghĩ rất là đúng đắn trước khi em làm một cái việc gì, thì em phải có sự phân tích đúng đắn để mà em làm, đó mới là người gọi là có văn hóa và người có học.
anh khuyên em một điều như thế thôi. Rồi rất cảm ơn em đã lên tham gia chương trình cùng anh. Rồi xin chào.